Xin chào các bạn, mình là Thành Vũ. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái cách chúng ta xử lý dữ liệu chấm công mà đã xuất ra dạng lưới từ cái máy chấm công. Và như các bạn đã nhìn trên màn hình thì mình sẽ chia thành mỗi một nhân viên sẽ có hai dòng chấm công, một đó là dòng vào và thứ hai là dòng ra, và mỗi cột mình sẽ tách ra thành một ngày. Bây giờ mình sẽ cần xử lý dữ liệu chấm công này để chúng ta tính ra công chuẩn, thời gian làm việc cũng như tăng ca, hay là chúng ta tính đi muộn về sớm. Đối với cách xử lý dữ liệu chấm công dạng này thì chúng ta có thể có nhiều cách, ví dụ như chúng ta dùng lập trình VBA, hoặc là chúng ta dùng công thức mảng, hoặc là chúng ta dùng qua các cột phụ để chúng ta xử lý. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn theo hướng đó là chúng ta làm đơn giản bằng cách làm qua các cột phụ. Trong bảng này thì mình sẽ áp dụng theo giờ chấm công, đó là từ 8 giờ cho đến 12 giờ và từ 13 giờ cho đến 17 giờ, tức là chúng ta được nghỉ trưa là 1 tiếng. Trong dưới dữ liệu chấm công này thì chúng ta cần lưu ý các trường hợp như sau. Đó là đối với những cái ô mà bị mất cell, tức là người ta nghỉ hoặc là người ta không đi làm, thì đó sẽ có chữ V hoặc là chữ off hoặc là để trống, thì đó chúng ta cần lưu ý những trường hợp này. Cái lưu ý thứ hai đó là dữ liệu chấm công này thường xuất ra nó sẽ ở dạng tích. Chẳng hạn như 7:59 này chúng ta nhìn như dạng thời gian, nhưng thực tế nó là ở dạng văn bản. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn dùng các cột phụ để chúng ta xử lý bảng dữ liệu chấm công này. Chúng ta sẽ tạo các cột phụ. Các cột phụ này để mục đích đó là chúng ta sẽ đưa dữ liệu chấm công theo giờ in chuẩn và giờ out chuẩn. Giả sử như sau, bây giờ dữ liệu này mình sẽ có tổng cộng là 17 ngày, thì khi đó bây giờ mình sẽ tạo 17 cột phụ. Và bây giờ thì mình sẽ phân tích theo các tình huống như sau. Thứ nhất, đó là đối với trường hợp người ta để trống hoặc là người ta điền là V hoặc là off, thì khi đó người ta nghỉ. Thì khi đó chúng ta cần xử lý đó là giờ vào và giờ ra đều là 0. Trường hợp thứ hai đó là nếu mà người ta vào trước 8 giờ, thì tức là người ta đã đi sớm, thì chúng ta đưa về dạng đó là giờ vào là 8 giờ. Trường hợp thứ ba đó là nếu mà người ta vào muộn, tức là người ta vào sau 8 giờ nhưng trước 12 giờ, tức là người ta đã vào muộn buổi sáng, thì chúng ta sẽ lấy theo giờ vào thực tế. Trường hợp tiếp theo nữa đó là người ta vào sau 12 giờ và người ta vào trước 13 giờ, tức là người ta chỉ làm ca chiều, thì chúng ta sẽ tính từ lúc 13 giờ. Và trường hợp còn lại đó là người ta vào sau 13 giờ thì tức là người ta đã vào muộn ca chiều. Tương tự như vậy, đối với trường hợp giờ la thì chúng ta cũng xét các trường hợp tương tự. Và bây giờ thì mình sẽ làm các cột phụ theo các tình huống mà mình đã phân tích như sau. Trường hợp đầu tiên đó là ngày hôm đó người ta nghỉ, thì mình sẽ làm công thức thỏa mãn hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất đó là mình sẽ xét xem người ta có chấm là chữ V, chữ off hay là một ký hiệu khác mà chứng minh người ta nghỉ, thì mình sẽ dùng hàm is error. Bên trong hàm is error này thì mình sẽ dùng hàm value và mình cho vào ô đầu tiên của vùng. Tức là nếu mà nó không phải là một con số thì hàm value nó sẽ trả về lỗi và nó sẽ kiểm tra xem đây có phải là lỗi hay không. Thì khi đó chúng ta sẽ có điều kiện đầu tiên. Và mình xin lỗi, trường hợp này thì mình sẽ dùng hàm or bên ngoài. Tức là thỏa mãn một trong hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất đó là cái hàm value của chúng ta trả về lỗi. Và điều kiện thứ hai đó là cái ô đầu tiên của chúng ta có trả về giá trị là trống hay không. Thì chúng ta sẽ để là bằng nháy nháy. Và sau đó chúng ta đóng ngoặc kết thúc hàm OR. Nếu thỏa mãn điều kiện này thì chúng ta sẽ để là 0. Thì hàm IF này đã xét cho trường hợp đó là người ta không đi làm. Đến trường hợp thứ hai thì mình lại xét hàm IF. Hàm IF này của mình sẽ xét cho trường hợp đó là chúng ta sẽ đánh giá theo dòng vào, tức là cái OD4 này của mình có bằng với lại vào hay không. Và đương nhiên thì mình phải cố định cô D này lại. Nếu mà là dữ liệu chấm công vào thì chúng ta lại xét các trường hợp khác, thì chúng ta lại có dùng hàm if. Và như mình có lưu ý ở trên, đó là dữ liệu chấm công này xuất ra nhưng thực tế nó ở dạng tích, chúng ta cần convert nó về dạng thời gian chuẩn, thì chúng ta sẽ dùng hàm time value. Hàm time value này mình vẫn trỏ vào ô đầu tiên của vùng, và sau đó mình đóng ngoặc của hàm time value. Mình so sánh có nhỏ hơn 8 giờ hay không, hoặc là nhỏ hơn hoặc bằng time của 8:00. Nếu đúng thì chúng ta lấy chính thời gian đó là 8:00:00. Nếu không đúng thì chúng ta lại xét hàm if tiếp. Mình sẽ copy hàm time value này cho nhanh. Nếu mà time value này mà nhỏ hơn hoặc là bằng 12:00
thì chúng ta sẽ lấy chính thời gian thực tế, chính là cái ô time value này. Còn nếu không thì chúng ta lại set if tiếp. Nếu mà cái thời gian này mà nhỏ hơn 13 giờ 0 phút phẩy 0 giây thì chúng ta lấy chính thời gian là 13 giờ phẩy 0 phút phẩy 0 giây. Còn lại thì chúng ta sẽ lấy chính thời gian thực tế của người ta, tức là chúng ta lại lấy hàm time value này. Và lúc này ở trong cái khối hàm if của vào này, chúng ta sử dụng tổng cộng đó là ba hàm if, thì chúng ta sẽ đóng ngoặc 3 lần, 1 2 3 để chúng ta kết thúc cái khối if của phần vào. Sau đó chúng ta phẩy và trường hợp còn lại chắc chắn sẽ là ra, thì khi đó chúng ta sẽ lại set hàm if tiếp. Đối với trường hợp giờ la này thì chúng ta cần so sánh với mốc thời gian đó là 17 giờ 00. Nhưng bây giờ mình sẽ xét theo các tình huống như sau. Đầu tiên mình sẽ đưa giá trị thời gian vào và mình sẽ so sánh có nhỏ hơn hoặc bằng thời gian của 12 giờ phẩy 0 phút phẩy 0 giây hay không, tức là người ta chỉ nằm vào ca sáng thôi. Nếu đúng thì mình lấy chính cái khoảng thời gian la của người ta, còn nếu không phải thì chúng ta lại xét hàm if tiếp. Nếu mà giờ la của người ta mà nhỏ hơn 13 giờ phẩy 0 phút phẩy 0 giây thì khi đó giờ la chuẩn của người ta chính là thời gian lúc 12 giờ, tức là người ta vẫn chỉ làm ca sáng thôi. Trường hợp tiếp theo thì mình lại xét hàm if tiếp. Nếu mà thời gian la của người ta mà nhỏ hơn thời gian của 17 giờ phẩy 0 phút phẩy 0 giây thì khi đó tức là người ta về sớm, thì chúng ta sẽ lấy theo đúng thời gian thực tế của người ta. Còn các trường hợp còn lại thì chúng ta sẽ lấy theo mốc thời gian đó là 17 giờ phẩy 0 phút phẩy 0 giây và sau đó chúng ta đóng ngoặc hàm time. Bây giờ có bao nhiêu hàm if thì chúng ta đóng bấy nhiêu ngoặc. Đầu tiên mình sẽ đóng ngoặc khối của giờ la. Sau khi hết rồi thì chúng ta sẽ đóng ngoặc của hàm if ngoài cùng. Ok, và mình nhấn enter. Bây giờ mình sẽ kéo sang ngang cho 17 cột còn lại. Và mình sẽ kéo xuống dưới cho các dòng còn lại, bao gồm cả dòng vào và dòng ra. Sau khi kéo xong thì mình sẽ cần format ô này về dạng time, thì mình sẽ vào format custom và mình hiển thị đó là hh2.mm. Như vậy thì chúng ta vừa làm xong công thức để convert dữ liệu chấm công thực tế về theo dạng giờ vào và giờ ra chuẩn. Tiếp theo thì mình sẽ làm các cột phụ để mình tính thời gian làm việc cho từng ngày. Khi đó mình cũng phân tách ra các trường hợp như sau. Trường hợp thứ nhất đó là nếu mà người ta chỉ làm ca sáng thì chúng ta tính thế nào, người ta chỉ làm ca chiều thì chúng ta tính thế nào, và người ta làm cả ngày thì chúng ta tính ra sao. Bây giờ thì mình sẽ làm công thức để mình tính thời gian làm việc cho từng ngày. Do mỗi một người một ngày chấm ở hai dòng, thành ra bây giờ thì mình sẽ merge cell tại ô đầu tiên. Và sau đó thì mình sẽ làm công thức, mình sẽ dùng bằng hàm if. Trường hợp đầu tiên đó là người ta chỉ làm ca sáng, khi đó chúng ta sẽ lấy cái ô giờ ra này, chúng ta sẽ so sánh có nhỏ hơn hoặc bằng thời gian của 12 giờ phẩy 0 phút phẩy 0 giây hay không. Nếu đúng thì chúng ta sẽ lấy cái giờ ra chúng ta trừ đi cho giờ vào và chúng ta không trừ đi một tiếng gì chưa. Trường hợp thứ hai đó là người ta chỉ đi làm vào buổi chiều thì mình lại set hàm if tiếp. Mình sẽ so sánh như sau, nếu mà cái ô giờ vào này của mình mà lớn hơn hoặc bằng time của 13 giờ phẩy 0 phút phẩy 0 giây thì khi đó chúng ta vẫn lấy giờ la chúng ta trừ đi cho giờ vào và chúng ta không trừ đi một tiếng nghỉ trưa. Các trường hợp còn lại thì chúng ta chỉ cần lấy thời gian giờ la chúng ta trừ đi cho giờ vào và chúng ta trừ đi cho thời gian một tiếng nghỉ trưa, thì mình sẽ dùng hàm time 1,0 phút và phẩy 0 giây. Sau đó mình đóng ngoặc hàm time, có hai hàm if thì mình sẽ đóng ngoặc hàm if bên ngoài. Và sau đó thì mình sẽ cần nhân với lại 24 để mình quy ra số tiếng. Bây giờ mình sẽ kéo sang ngang cho 17 cột còn lại. Và mình sẽ kéo xuống dưới cho những người còn lại. Thì khi đó chúng ta đã tính ra được thời gian làm việc của từng ngày. Bây giờ căn cứ vào dữ liệu thời gian giờ vào và giờ ra chuẩn, căn cứ vào thời gian làm việc từng ngày thì chúng ta hoàn toàn có thể tính được đó là tổng thời gian làm việc trong tháng của chúng ta là bao nhiêu, quy ra số công là bao nhiêu và số lần đi muộn cũng như là số lần về sớm và số giờ tăng ca của từng người. Bây giờ mình sẽ làm nhanh công thức cho những trường hợp này như sau. Đầu tiên thì mình sẽ tính tổng thời gian làm việc, thời gian hành chính
mình cũng mất sale lại. Và sau đó ở ô mất sale này thì mình sẽ dùng hàm sum, và sau đó mình quét cho cái vùng thời gian làm việc của từng ngày mà mình vừa tính ra. Ok, và chúng ta đóng ngoặc, nhấn enter. Sau đó mình kéo xuống dưới cho gỗ còn lại. Trường hợp thứ hai, mình sẽ tính ra số công. Số công này thì sẽ tùy theo quy định của doanh nghiệp. Mình lấy ví dụ như sau, đối với trường hợp mà doanh nghiệp người ta quy định là đủ 8 tiếng với tính là một công, thì đó chúng ta sẽ lấy tổng thời gian làm việc hành chính này, chúng ta chia cho 8. Trường hợp thứ hai đó là người ta sẽ xét nếu mà thời gian làm việc lớn hơn không mà nhỏ hơn được bằng 4 tiếng thì chúng ta sẽ tính là nửa công. Còn nếu trường hợp mà trên 4 tiếng mà nhỏ hơn được bằng 8 tiếng thì sẽ tính là một công. Đối với trường hợp tính số công mà quy ra nửa công hoặc một công thì mình sẽ dùng hàm COUNTS. Hàm COUNTS cho tình huống đầu tiên đó là mình sẽ đếm những số giờ mà lớn hơn 4 giờ và nhỏ hơn hoặc bằng 8 giờ thì sẽ tính một công. Bây giờ mình sẽ quét vào cái vùng này. Và điều kiện cho vùng này đó là lớn hơn 4 giờ. Sau đó chúng ta đóng nháy kép và chúng ta đóng ngoặc. Thì khi đó chúng ta đã tính ra cho trường hợp đó là một công. Còn đối với nửa công thì mình lại cộng thêm một hàm COUNTS nữa. Đối với trường hợp hàm COUNTS này sẽ thỏa mãn hai điều kiện, vẫn là cái vùng giờ công của chúng ta đã tính ra và so sánh có lớn hơn không hay không. Và điều kiện thứ hai đó là vẫn là cái vùng giờ công này, nhưng phải thỏa mãn điều kiện đó là nhỏ hơn hoặc bằng 4 giờ. Và sau đó chúng ta đóng nháy kép và đóng ngoặc kết thúc hàm COUNTS. Ok, như vậy chúng ta sẽ kéo xuống cho những người còn lại để tính ra được số công. Trường hợp thứ ba đó là mình có thể tính được đó là số lần đi muộn. Cái phần số lần đi muộn này thì mình sẽ căn cứ vào cái dữ liệu thời gian quy chuẩn vào ra này để mình tính ra cái số lần đi muộn bằng cách đó là mình vẫn mất sale. Sau đó thì mình sẽ tiến hành dùng hàm COUNTS bằng COUNTS. Hàm COUNTS này thì chúng ta sẽ thỏa mãn các điều kiện như sau. Thứ nhất đó là cái dòng giờ vào này của chúng ta phải đảm bảo điều kiện đó là lớn hơn không. Điều kiện thứ hai đó là vẫn là cái dòng giờ vào này, nhưng mà chúng ta sẽ xét đó là có lớn hơn thời gian đó là 8 giờ hay không. Và điều kiện thứ ba, nếu người ta đi muộn vào buổi sáng thì cái dòng thời gian này sẽ phải đảm bảo đó là nhỏ hơn thời gian của 12 giờ phẩy 0 phút phẩy 0 giây. Và chúng ta đóng ngoặc kết thúc hàm COUNTS. Đây là đối với trường hợp người ta đi muộn sau 8 giờ nhưng mà người ta đi muộn vào buổi sáng. Còn đối với trường hợp người ta đi muộn vào buổi chiều thì chúng ta lại cộng tiếp với hàm COUNTS. Hàm COUNTS này thì cấu trúc giống hàm COUNTS trước, thì mình sẽ copy cho nhanh bằng cách đó là mình copy hàm COUNTS đầu tiên và sau đó mình xóa hàm COUNTS thứ hai đi và mình paste vào. Điều kiện vẫn là lớn hơn không. Điều kiện thứ hai đó là lớn hơn 13 giờ và điều kiện cuối cùng đó là phải nhỏ hơn 17 giờ. Ok, và sau đó chúng ta nhấn enter. Ô kết quả này thì mình sẽ format về dạng general bởi vì chúng ta đếm số lần mà. Thì khi đó sẽ ra đây là 10 lần và chúng ta kéo xuống cho cỗ còn lại. Tương tự như vậy, mình có thể tính được đó là số lần về sớm của họ. Số lần về sớm này thì mình vẫn mất sale. Sau đó thì mình vẫn dùng hàm bằng COUNTS. Hàm COUNTS này thì mình sẽ tính cho cái vùng chính là cái vùng thời gian ra của chúng ta. Thỏa mãn điều kiện vẫn là phải lớn hơn không. Điều kiện thứ hai đó là nếu mà trong trường hợp người ta về sớm vào buổi sáng thì đó chúng ta sẽ so sánh vẫn là cái ô dòng thời gian này. Phải đảm bảo điều kiện đó là nhỏ hơn 12 giờ phẩy 0 phút phẩy 0 giây. Đấy, chúng ta đã xong một cái khối đó là người ta chỉ đi làm buổi sáng. Trường hợp đó là người ta đi làm buổi chiều hoặc người ta đi làm cả ngày thì mình vẫn cộng thêm hàm COUNTS nữa. Nhưng đối với trường hợp này thì mình sẽ copy hàm COUNTS đầu tiên và mình paste cho hàm COUNTS thứ hai.
và mình sẽ so sánh thời gian nó có nhỏ hơn 17:00 hay không. Nhưng mà chúng ta cũng phải xét thêm một điều kiện cho trường hợp này nữa để tăng tính an toàn, đó là cái thời gian giờ la này của mình phải nằm trong khoảng buổi chiều nữa, thì chúng ta sẽ so sánh có lớn hơn khoảng thời gian đầu giờ chiều hay không, tức là tham quả 13:00:00 và sau đó mình đóng ngoặc hàm tham và đóng ngoặc của hàm KVS, Enter. Tương tự chúng ta vẫn format về dạng General. Ok, và chúng ta tính được thời gian về sớm của họ đó là, và chúng ta tính được thời gian về sớm của người đầu tiên đó là 5 lần. Và cuối cùng chúng ta có thể tính ra được thời gian tăng ca. Thời gian tăng ca này thì chúng ta sẽ tính như sau. Nó chính là cái thời gian giờ ra thực tế, chúng ta trừ đi cho thời gian giờ ra chuẩn của chúng ta thì sẽ tính ra được thời gian về thực tế của họ. Và bây giờ chúng ta sẽ làm công thức như sau. Chúng ta vẫn merge cell. Sau đó thì chúng ta sẽ làm công thức mảng. Công thức này thì mình sẽ quét vào cái vùng thời gian giờ ra của người ta, nhưng mình chỉ lấy dòng số 5 thôi, do mình mới xem mà, thành ra nó sẽ quét cả dòng số 4 và mình sửa thành từ E5 cho đến U5. Thời gian giờ ra thực tế này chúng ta sẽ trừ đi cho thời gian giờ ra chuẩn của chúng ta đã quy về. Ok. Và sau đó chúng ta cần quy ra số phút thì chúng ta cần nhân với lại 24 trước, và sau đó chúng ta sẽ nhân với lại 60. Tuy nhiên có những trường hợp người ta về sớm thì phép tính này có khả năng trả ra số âm. Lúc này thì mình sẽ dùng một hàm bao bên ngoài, đó là hàm text. Hàm text này thì mình sẽ mở ngoặc hàm text và tham số thứ hai của hàm text thì mình sẽ đưa vào cấu trúc định dạng như sau. Mình sẽ đưa vào đó là 0 chấm phẩy xược 0, và sau đó mình đóng nháy kép và mình đóng ngoặc kết thúc hàm text. Mục đích của chuỗi này mình chỉ lấy những con số nào lớn hơn 0 thôi. Và sau đó mình sẽ nhân với 1 để mình convert giá trị text này về dạng con số. Và ở bên ngoài thì mình sẽ dùng hàm sumproduct. Và kết thúc đó là mình sẽ đóng ngoặc của hàm sumproduct và mình nhấn Enter. Khi đó chúng ta đã tính ra được thời gian tăng ca theo số phút. Nếu mà chúng ta muốn tính ra số giờ thì chúng ta sẽ lấy phép tính này, chúng ta chia cho 60 để quy ra số giờ. Và sau đó mình vẫn format ô kết quả về dạng general, hoặc là chúng ta format về dạng number và mình kéo xuống cho khối còn lại. Như vậy chúng ta đã tính được tổng thời gian tăng ca của từng người trong tháng đó. Trên đây thì mình vừa hướng dẫn cho các bạn về cách chúng ta xử lý dữ liệu chấm công mà xuất ra dữ liệu chấm công, nhưng bảng dữ liệu chấm công của chúng ta xuất ra ở dạng lưới. Và cách xử lý của chúng ta đó là thông qua các cột phụ để chúng ta quy về thời gian giờ ra chuẩn và giờ vào chuẩn theo từng ngày. Sau đó chúng ta sẽ tính ra được thời gian làm việc của từng ngày. Căn cứ vào kết quả thời gian quy chuẩn và thời gian làm việc của từng ngày thì mình sẽ tính ra được đó là tổng thời gian làm việc hành chính, số công, số lần đi muộn, số lần về sớm và thời gian tăng ca của từng người. Hy vọng video này sẽ giúp cho những bạn làm về nhân sự chấm công tiền lương xử lý dữ liệu chấm công được chính xác và chuyên nghiệp hơn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.